Hai, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh làm cây kiểng của tôi cũng như là kênh bonsai mini ha. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 3, thì hôm nay con lên cái clip này để giới thiệu và thanh lý những cái cây linh sam siêu hoa. Nói chung là giá dáng quái, giá rất là rẻ, rất là mềm, thì cô chú mình xem tham khảo ha. Theo ơn ý thì liên hệ vườn con. Thì như trên màn hình cô chú mình đang thấy, đây là những cây phôi siêu hoa mà bên vườn con đã làm và hiện tại đang thanh lý với mức giá là lúc trước là bán trăm mấy, nhưng mà bây giờ là thanh lý còn 70.000 một cây thôi. Thì cô chú mình ưng ý thì alo vườn con ha. Dạng này thật sự mà nói thì con sẽ lấy ngẫu nhiên cho cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình có muốn lựa gì đó thì kết nối Zalo, rồi xong rồi buổi trưa thì con điện cho cô chú mình lựa chọn từng cây đó. Chứ chụp hình thì chắc con chụp không có nổi. Thì đa số là dáng quái rất là nhiều, và hiện tại cái cây, cái hoành gốc của nó là cỡ ngón chân cái người lớn ăn lên. Đa số là cây con đã quắn quái rất là nhiều kiểu khác nhau. Thì trên màn hình cây cô chú mình thấy sao thì con sẽ gửi những cái cây tương tự như vậy, dáng quái như thế này nha, đảm bảo là từ ngón chân cái người lớn ăn lên. 140.000 một cặp và lẻ là 70.000 một cây. Thì cô chú mình mua hai cây con mới gửi nha, thiệt sự là thanh lý lỗ vốn hai cây mới gửi, chứ không có một cây là không có gửi nha. Cái này là con nói thiệt, siêu hoa dáng quái. Thì cái bông đầu clip thì cô chú mình đã xem rồi đó, còn về thì cô chú mình uốn éo theo cái dáng của nó thôi. Thì con cảm ơn cô chú đã xem kênh và ủng hộ rất là nhiều loại cây bên vườn con ha. Thì ngoài ra vườn con hiện tại đang thanh lý, thì cô chú mình xem thấy có cây nào ưng ý thì alo vườn con qua số điện thoại là 0387849762 gặp Mẫn. Rồi mến chào cô chú anh chị mình nha.